Rồi, chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt ở đây là trong một cái khu phố. Hôm nay thì là ngày Tết nên là đường phố thì có rất là vắng vẻ. Mọi người thì họ đang ở nhà mình để họ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và đón Tết. Thì đây mình đang đi trong một cái con hẻm nhỏ. Các bạn thấy thì ngoài đường thì họ treo cờ các cái màu xanh, đỏ, tím, vàng. Rồi các cái chữ phúc, lộc, thọ, các cái chữ chúc mừng năm mới. Thỉnh thoảng thì mới thấy có bóng người đi thôi. Và mình đi để mình vừa đi vừa quay phim gửi đến quý vị và các bạn những cái thước phim về cái cuộc sống ở Việt Nam, về cái Tết cổ truyền, Tết Việt Nam, Tết ở Sài Gòn cũng như là ở Hà Nội. Thì đây mình bây giờ mình sẽ đi ra cái khu chợ hoa để cho cả nhà coi cái không khí Tết ở Việt Nam. Đó, đây là từ các cái hẻm này để đi ra cái đường lớn. Đây, khu này thì cũng đây, nhiều nhà thì họ đang mổ gà, làm gà. Đó. Đây đang là Hà Nội các bạn nhé. Khu đô thị mới 31 hectare Gia Lâm. Đó. Đường phố thì rất là vắng, thưa người. Đó, các cái cửa hàng, ví dụ như đây là kho đá này các bạn, họ cũng đã nghỉ Tết rồi. Họ nghỉ Tết rồi, họ không có làm nữa. Nên là các bạn nhìn thấy rất là vắng vẻ. Đây, cái khu này thì phía bên phải là một số những các cái biệt thự mini. Những cái tòa nhà mà họ xây dưới cái dạng biệt thự mini các bạn. Cũng có cổng này, có sân vườn. Cái kiến trúc là hai trệt một lầu. Đó. Đây là những cái đống gạch, gạch này để xây nhà đó các bạn. Buổi sáng thì chim hót líu lo, nghe cũng rất là vui á. Quán cà phê Năm Chó. Sẽ đi quay hai cái chú chó nhé. Đây là năm Mậu Tuất các bạn. Một chú chó đen, một chú chó vàng. Đó. Đó. Chú chó vàng, chú chó đen. Chúng ta sẽ quay lại. Đó. Chú chó màu đen. Đúng ra thì cái việc thả chó là phải cho chó đeo dọ mõm vào các bạn. Chứ không được để tức là không được để vứt lung tung. Là không được để chó há mồm ra, vì chó há mồm ra thì có thể là chó nó sẽ cắn người ta. Đây mình sẽ đưa các bạn đi coi chợ hoa Tết. Đây là những cái cây trái này là cây Phật thủ đây các bạn. Đó, những cái cây Phật thủ nhìn rất là đẹp ạ. Thì thường là chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ nhìn thấy kia những cái cảnh quất, cây quất này. Đây họ bán, đây là đào. Đào rồi không, đào phai. Khu đây là các cái đại lý họ bán lan, điện lan. Rồi các cái loại hoa. Nhiều người họ cũng đang tới đây để họ coi hoa. Đây hoa địa lan này, những các cái chậu địa lan. Đó.
Đây những cái chậu hoa nhìn rất là đẹp. Giờ chúng ta sẽ đi lòng vòng quanh cái khu vực này nhé. Đó, hoa lan đây là cái khu vực này thì là một cái khu đất trống, nhưng mà do là họ chưa có sử dụng tới, họ cho những các cái nhà vườn thuê tạm nên là họ chỉ lập chanh tre nứa lá lên để mà họ chỉ lập chanh tre nứa lá lên để bán hoa trong cái dịp Tết, sau đó thì họ sẽ rỡ đi. Đây là một cái vườn lan nữa các bạn. Đây địa chỉ là Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Mình sẽ đưa các bạn đi một vòng quanh đây nhé. Kia những cái vườn lan này, nhưng mà có lẽ là họ cái lối đi vào đây. Đây là lối đi vào cái vườn lan. Đây, họ bán cây okay. Bông nữa. Hoa đây là hoa hoa ly đó các bạn. Hoa ly này thì trưng Tết. Đây các bác ấy đang lấy xe, bác ấy kéo xe kéo ra, chở, kéo ra bán sỉ đó. Tỷ bạc. Tỷ bạc. Đây là các cái vườn hồng. Giờ chúng ta sẽ coi cái cảnh các bác cái chở hoa ra để bán buôn. Đây, cái chậu hoa. Hoa các bác ấy đã cắt ra rồi. Đây các bác chở hoa sang Hà Nội à? Ra chợ Đường Cái bán. Một bó đấy là bao nhiêu tiền các bác? Ô rẻ thế rồi á? Mất mùa đâu, được mùa chứ. Mùa nhưng mà bây giờ kiểu như là năm nay lại nó nhiều nhỏ không bán. Tức là cái nụ nó nhỏ quá đúng không các bác? Thế các bác bao giờ mới nghỉ Tết à? Chiều. Và rồi con sẽ giới thiệu này để cho mọi người tới mua cho các bác cho mau hết hàng ha. Đây là hoa này các bác trồng hay là các bác làm công cho người ta? Thế làm công này thì một ngày Tết thì bây giờ mấy trăm ngàn bác? Coi là bình thường là 200 một ngày, còn ngày Tết thì chưa biết. Rồi thôi thì có thêm đồng nào hay đồng đấy. Và 200 thì hơi rẻ đúng không? Thường nếu mà quy định luật lao động là gấp 2, gấp 3 lần đó. Thì thôi nếu mà... rẻ rẻ thì cứ khoảng 300 thì con nghĩ cũng được. 300 thì cũng vẫn được thôi, thì mình chịu khó mình làm. Và 200 thì thực ra là cái ngày hơi bị rẻ. Mà làm này cũng vất vả. Mệt. Đấy, những người họ đi mua những cái chậu mai về để họ trưng đó các bạn. Đây chúng ta sẽ theo một cái xe hoa của các bác đi ra cái chợ ở Đường Cái để các bác cái bán. Bên đây thì có một cái khu là vui chơi trẻ em đây các bạn. Đây chúng ta sẽ theo các bác đi ra chợ hoa. Các bác đi bán này là ai thu tiền? Bác kéo xe thu tiền à?
Thế đang đi trên đường nó rơi một hai bó sao biết được. Và và đây thưa các bạn, hôm nay là sáng 30 Tết. Thế Tết thì nhà bác đã chuẩn bị nhiều chưa? Bác có thời gian dọn dẹp gì chưa? Tối về mới dọn dẹp, ở nhà có người dọn rồi. À, ở nhà có người dọn rồi. Tối về mình dọn. Vâng. Hôm nay đi là cố gắng là đi. Vâng. Thế rồi bác đi thì tối bác có đi xem bắn pháo bông không? Ôi, là bỏ đi cả ngày rồi. À. À. Đó, các bác nói là cả ngày. Vậy thì tối mình bật tivi lên mình xem. Đấy, tối bật tivi lên xem chứ. Tưởng các bác có ngày Tết các bác đi xem bắn pháo hoa cho nó vui vẻ, năm mới khí thế để ta làm việc. Và đây là cái chợ hoa ven đường các bạn. À. Tết là cho ra đây ngồi. Vâng. Và đây cũng có những các cái chậu hoa ly đã nở rồi các bạn này. Họ bán xong cái hoa này họ sẽ về, có ly vàng và ly tím. Chậu có cả cây luôn. Đây cũng có những người thì đã mua được một cái chậu cây rồi thì họ đang trên đường để đi về á. Đó. Đây là cái điểm mà ở Việt Nam thì có một cái điểm là học viện nông nghiệp. Thì nơi đây là họ chuyên bán các cái loại cây kiểng rồi hoa. Đó thì bây giờ mọi người họ đang tới đây để họ lựa cho mình những cái chậu bông. Lựa cho mình những cái chậu bông để về nhà trưng Tết ạ. Dạ vâng. Alo. 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 Ừ, anh về đây. Mình sẽ quay một vòng quanh đây cho các bạn coi nhé. Khu bên đây thì cũng có đấy. Bên đây các bạn, các bác cũng bán cái đây là hoa. Đây là hoa tulip phải không chị nhỉ? À, hoa tulip đó. Đó. Chị ấy còn các cái chậu nhỏ này hoa gì đấy ạ? À, đây là hoa ly lùn các bạn. Đó, còn đây là ly cao á. À, đây các bác ấy, nhiều bác cũng đã mua được hai cái chậu bông này về và đang Đó. Bác ơi, bác mua bao tiền một chậu đấy bác? 200 chậu đó. Ồ, rẻ quá. Quá rẻ để chơi Tết. Đó. Bác ấy đang chẳng lên xe để trở về và dán bằng băng keo á. Bác có chơi đào hay quất gì không? Có, mấy cái đào. Và đây trên là có lộc xanh nhìn rất là đẹp rồi các bạn. 100.000 một cái chậu này là có 2, 4, 5 cây. 5 cây thì rất là đẹp. Lát xíu nếu mà nhờ mình về sớm thì mình cũng sẽ ghé đây mình mua. Đó. Rồi chúng ta sẽ quay một vòng xung quanh cái khu vực này nữa nhé. Để cho các bạn coi cái cảnh chợ Tết. Chợ bông ở Sài Gòn. À, chợ bông ở Hà Nội à. Đây. À, bên đây thì các bác bán là 70.000 một chậu và chúng ta không phải mặc cả. Mua 100 chậu thì giá cũng có thể là sẽ được mặc cả chút xíu. Nhưng mà còn mua một vài chậu thì giá 70.000 à. Rất là rẻ. Rồi. Bên đây đều
70.000 một chậu không mặc cả. Đây các bác bán đến mấy giờ ạ? Đến chiều ạ. Đến chiều đúng không ạ? Vâng. Rồi như vậy thì ở đây là trước cách cổng Học viện Nông nghiệp là 200m ra các bạn. Và 70.000 một chậu hoa ly gồm có 5 cây, mỗi cây cao cỡ khoảng 1m, rất là nhiều bông. Và tới đây mua thì không phải mặc cả, trả tiền là lấy luôn. À, rồi. Giá rẻ giặc mình. À, bên đây là có một cái chiếc xe là 90C là biển số Hà Nam các bạn. Tới đây họ cũng không biết là mua hay là chở bông đi á. À, đây là hoa địa lan này, màu vàng. Hoa này ở Sài Gòn thì rất là nhiều các bạn, nhưng mà ở đây thì mình thấy có vẻ như người ta nghĩ nó hơi là quý. Đây, còn những cái ồ, 300.000 một chậu, rất là rẻ. Quá rẻ. Bình thường thì 150 một ngồng. Đúng rồi, bình thường 150 một ngồng, nhưng mà ở đây thì họ bán có 300.000 một cái chậu này. Rẻ hơn bán ở Sài Gòn á. Màu vàng này thì tượng trưng cho cái sự sung túc và làm ăn phát tài trong năm mới. Đó. Ở đây thì chỉ còn khoảng 50 chậu thôi. Và mình nghĩ rằng với cái mức giá 300.000 1 2 3 4 5 5 5 cây thì 60.000 một cây thì rất là rẻ rồi. Và cái hoa lan này sống được rất là lâu. Nếu như mà chúng ta khéo tay một chút xíu, mua một cái chậu, sau đó thì tạo dáng cắm theo từng chủ đề, thậm chí là có một cái đôn đẹp hơn nữa thì sẽ rất là tuyệt vời. Vì trồng rất là lâu thì mới có được một cái chậu lan này á. Rồi, thôi giờ thì chúng ta sẽ đi nhé. Đây có những người mà mua vào để vào xe hơi luôn á. Đó, đang để vào xe hơi. Đó, cô đang để vào xe hơi. Mở cửa bên kia, đỡ bên kia kìa chị kìa. Đây, mình sẽ giúp chị ấy nhá. Đó, để cho rồi. Khóa rồi. Wow. Mình chốt cửa. Đó, mua. Mở ra một người đỡ bên kia. Hoa mà cho vào trong xe hơi á. Đó, thì để. Rồi. Đó, để vào trong xe rồi. Rồi, rất là bận rộn á. Rồi, video clip của mình xin phép tạm dừng ở đây nhá. Chúng ta sẽ đi đến các nơi khác. Đây, bên cạnh bán hoa đó thì họ còn bán các hoa nhựa nữa này. Đây là giống ly lùn. Đây, cái khu vực này thì họ chuyên bán cây kiểu, các loại giống cây trồng. Và bây giờ thì video clip của Tuấn Dương xin phép được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những các cái tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn, những các cái cảnh sinh hoạt bình thường. Đấy, người ta bán thắc mặt, anh đang tỉa những cái chậu thắc. Đấy. Bên kia thì là chợ, họ bán
trái cây á. Đó. Cái tắc này, bông này. À, đây là các cái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân á. Hạt bông. Rồi, hoa cúc. Rồi. Các cái loại trái cây. Đu đủ. Me, tắc, táo. Đây là táo hàng rẻ. Và bây giờ thì video clip của Tuấn Dương chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian để theo dõi một cái phiên chợ hoa cuối năm ở Hà Nội. Tổ dân phố Cửu Việt. Đây là cái cổng làng đấy các bạn. Đường làng ngõ xóm thì đã được bê tông hóa hết cả rồi. À, người ta treo cờ trước cửa để ăn Tết à.